sang phần tiến hành tư vấn. Chúng tôi quý vị thật là một điều giải thẳng cho thế hệ cháu. Chúa bảo quý vị đến với chị đàn để được gọi là trong giáo lý Chúa Thầy Ngài đã giới thiệu tầm suất nhỏ còn tầm nơi kém người không lo có thể thi chân. Vậy con tạm ăn lá vô sân còn biết cái giả tưởng tơ lòng để đời con sơ chủ. Thì hôm nay cháu cũng như thế đó, nghĩa là học giáo lý Đức Thầy, hiểu giáo lý Đức Thầy và tôi trong giáo lý Đức Thầy. Do suốt cả một khoảng thời gian dài gần 20 năm và giờ đây xin được cống hiến cùng với tất cả các anh chị em, bởi cháu chỉ có một cảm nghĩ riêng mình là chỉ đem kiến thức để san sẻ cùng cô bác, chứ không có nghĩa là nơi đây có thuyết giảng. Nhưng được sự thông tình thương yêu của cô bác chị em nên quý vị phải nói là một điều đáng kính. Suốt cả một ngày chúng ta đang sơn hạ giấc rất là mệt mỏi, mà giờ này cô bác mình ngồi lại tư thế rất trang nghiêm, biểu hiện rằng là lòng kính Phật trọng thầy. Vì vậy chúng ta thấy rằng đây là một điều có thể nói rằng không thể diễn tả bằng ngôn ngữ cho nó được. Vậy thì sự tán thán qua tinh thần cao đẹp đó, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng trong tương lai cô bác anh chị em chúng ta đồng giảng Phật. Và đến nay cũng là một bên chia tay, vì sáng ngày mai chúng ta phải trở lại những ám gia đình mà lời xưa đã bảo trong hội mộ đã sẵn hầm di nguyện, trong ăn vui có hầm chứa khổ đau, có hợp mặt tất phải có xa nhau, có di nguyện người cũng sẽ có ngày quân độ. Vì vậy mà để vượt tan qua đời để vượt tàn, vượt chia đi đạo mà không cơ lệ, nhủ qua đạo mà không tàn, tình bạn nào mà không ngăn cách. Cho nên ta nói câu là chim xa đường tổn thương cây nhớ tội, người xa đường tổn thương người ơi, là đã không biết gì thôi. Tôi biết rồi, mỗi cô bác mỗi nơi thiên vương. Thưa quý vị, bởi vì suốt cả 4 ngày thật ra mà nói thì quốc hội đã bảo cô bác mình rất là nhiều lắm. Ghé lại trong quán cái ăn uống riêng, lộn nơi cái uống cá chân, nơi ăn có thật. Tất cả những tình thương mà quý vị đã dành cho con bằng từ vật chất lẫn tinh thần. Vậy mà có những câu này của bác chị nghe con em cũng nhớ bác vô cùng. Nó cậu ơi bác đi mà tốt của con, y như con cũng không biết gì đó. Nó làm như thế chúng cảm gì chứ có độ. Bác đi mà mẹ ơi còn sống với cái này, cho con tôi cũng dữ lắm luôn. Tại vì bà mẹ mất hai năm cũng chơi thiếu khoảng 10 năm rồi con. Thành ra nó nói câu là ai xa mẹ mà không nghe lòng mình trong chạy, có mẹ hiền mới thấm thía nỗi khổ đau. Người buồn nhớ mẹ ta xưa, mẹ nhai cơm cũng lừa lừa cả sông. Mẹ già một năm hai xưa, theo đầy không thể dẫn thương con cầu. Vậy thì tình thương cao cả nó biết là sao mà nó cho nó được. Vậy thì khi mà nghe nói con này thì con nhớ bà mẹ, mà gặp lại mấy chú mấy bác đó, là con cũng liên tưởng với ông cha, nhất là chú Sáu. Dạ chú Sáu là con cái nhìn cái bộ dạng sao đấy tự nhiên nhớ hôm qua vô cùng luôn. Thành ra lúc này có thể nói là thực hiện lời cho một lúc cài cái câu là nương gia đình kính trọng cội thương con nên đỡ sắc cải của hạ. Cho nên lúc này con đi làm một sự thường về nhà đó, thì ba lúc này tuổi cao sức yếu, thành ra trở về nhà để phụng dưỡng cho gia già sự hạnh cả gia chiều. Con thì tình cảm đó con đã được gắn liền cùng với cô bác bằng tất cả những tình thương đã có trên. Rồi mấy anh mấy chị, các em các cháu ở trong đoàn của chị á, có nghĩa là tôi xem tất cả quý vị là người thân của mình. Có thì đã là người thân thì xin chúc tận thái lạc dùng sự thiện để giải bài tâm trí,
Đêm nay con sẽ gặp gỡ quý vị mình với một cái chủ đề được rút ra hai câu giảng ở trong chương 3 buổi này, với cái chủ đề mang tên là niệm Phật nào đợi mùi hương, niệm tâm thành kính tòa thân tụ trạch. Đó là hai câu giảng buổi này. Vậy thì hai câu giảng này nói ra hàm xúc ý nghĩa rất là thâm sâu, ở với có một tờ độ với hai chữ niệm Phật. Đó là cái chủ đề của tôi và của chúng ta. Và tối nay thì con đã gặp gỡ qua cái đề tài là sự lễ bán rồi. Thì hôm nay tới chương trình niệm Phật thì mỗi tín đồ giáo bảo cũng như mỗi hành giả đã mang một biết thuận giải thoát cho con đường tu tập thì lấy đây là căn bản, chứ không có bài ra được cái chủ đề mà niệm Phật và lễ bán. Vì vậy thì hôm nay trước hết con xin định nghĩa qua cái chủ đề là niệm Phật nào để người hương niệm tâm thành kính tòa chư Phật trợ. Kế đến là những cái điều kiện niệm Phật cần phải có những cái yếu điểm như thế nào thì chúng ta cần phải có sẽ thêm một phương pháp, và sau cùng là kết quả cái công năng thời gian niệm Phật của chúng ta sẽ có một lợi như thế nào. Thì đây là cái chương trình mà chúng ta gặp gỡ cùng nhau. Vậy bây giờ xin mời cô Ba Tăng Chi cùng chúng tôi bắt đầu tham khảo. Một tham khảo thứ nhất, tức là chúng ta định nghĩa về hai câu giảng của quyển ba, tức là niệm Phật nào để mùi hương. Cái chữ niệm đó là nhớ, mà cái chữ Phật tức là người đã thoát được hoàn toàn. Bởi vì Phật bên trái có chữ nhân đức và bên phải có chữ Phật. Chữ Phật đó là đủ sạch, tức là cái người mà đủ sạch tất cả những đời tình tài sắc thì người này đã hoàn toàn chiếm thành đạo quả, chứ được một thân. Cho nên Đức Thầy đã là Phật và Đức từ thiện, Đức toàn thiện toàn mỹ, bác ái vô cùng và biết thứ giới sinh ra có được trạng vương hoài. Cho nên trong một cái bài câu chú từ thiện, Đức Thầy có điều gì hả? Trong giới ở trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hành thật khó xuân. Là bởi vì trong cõi ta bà này, cho nên chúng ta thấy rằng đây là những lời minh chứng của Đức Thầy đủ cho chúng ta có một niềm tin tuyệt đối, và nó là một niềm tin tuyệt đối luôn, chứ không còn là một cảm thấy mơ hồ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thầy nhắc nhở cho chúng ta là niệm Phật nào để mùi hương, tức là luôn luôn nhớ Phật, mà nhớ Phật tới mức độ là không phải ở người khác. Bởi vì niệm Phật mà có hương đó là niệm trong thời khắc, phải không chứ? Tức là mỗi khi cúng lại xong rồi đó, Thầy mới dạy là khi cúng xong ngồi niệm Phật ít hay nhiều là do sức khỏe chúng ta. Thầy đã nói là niệm Phật trong thời khắc, mà cái câu này đó là Thầy nhắc mạnh chúng ta biết là niệm Phật nào để mùi hương, tức là không cần thắp hương, tức là niệm khỏi đã được thành pháp, là chúng ta niệm ở trong mỗi hoàn cảnh của thời gian. Vì vậy thì chúng ta thấy rằng là câu niệm Phật là một trong những ý nghĩa quan trọng nhất trong bài pháp tối thượng để giúp chúng ta có đủ điều kiện gì trong chúng ta. Đây là một niệm Phật rất quan trọng. Bây giờ kế tiếp, niệm Phật là đỡ mùi hương, và có cái câu thứ hai là niệm tâm thành kính tòa như hướng gần. Niệm tâm thành kính tức là cái lòng của chúng ta đó là luôn luôn hướng về Phật, không còn có một mãi mai nào chi cô. Có nghĩa là tất cả trong cái cuộc sống của thế trần, từ trong cái tình cảm của vợ chồng, từ trong cái tình thương yêu của thân bằng quyến thuộc, từ trong cái tình cảm của bạn bè đối với tất cả những người xung quanh, mà chúng ta không có trở lại nặng, chỉ lấy đó là phương tiện mà thôi. Ví dụ như trong nghĩa vợ tình chồng hay là tất cả trong thân bằng quyến thuộc của chúng ta đã xem đó là phương tiện để chúng ta vô thân, chứ không phải quá miếng bận. Thế không? Bởi vì Thầy tôi biết qua câu là tính xong món nợ là thân thương. Tính sao tôi mới giết cái món nợ là thân được. Vậy thì mới đến thoát dần thương tỏ, thoát thân nhẹ nhàng, rồi tới tiên duyên đạo đến niệm và tiên duyên vợ rồi tham gia kinh văn. Mà nếu mà chúng ta không tính xong cái món nợ là thân nha, nó kẹt hoài luôn. Ở đời nay đó, mình làm đó, là thức khuya dậy sớm, tay lắm chân dùng đào sâu thuốc phẩm mua gánh bán bưng, rồi hơn thua cao thấp việc trình đủ thứ hết trơn. Vậy mà Thầy kết thúc con câu gì nè, Thầy đã lo giàu nghèo lo cũng chẳng rằng. Rồi bên kia cái ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý cái quên câu gì
con đọc lại trong kinh Đại Thừa khúc này cho nhiều đọc tới đây nghiền ngẫm qua xong nó tạm hiểu được ý nghĩa rồi là con xúc động được. Xin gửi đến quý vị mình đoạn văn như sau. Thưa tôi đoán đến bây giờ đó là Đức Phật đã thành đạo ở nơi miền Thiên Đức Độc và trở về bên cạnh của cái con đường làm nhiệm vụ qua chương trình của Pháp. Thì lúc bây giờ Đức Phật đã đem chánh pháp của mình thuyết pháp cho Nam Anh Kiều Thượng Như nghe trước với cái bài pháp tứ đế đó là Cổ Tập Dị Đạo. Rồi sau đó Đức Phật mới đem chánh pháp của mình và dân dư để mà truyền đạt cho tất cả chúng sinh cho đó để tu tập cho đến khi thành đạo. Thì cái tiếng thông đó được ban về tới Thành Ca Địa Đề báo tin cho vua Trần Hạng Vương biết rằng là Thái tử Sĩ Đạt Ta giờ đây đã tiếp thành Phật quả và có biết bao nhiêu người đi theo là thái tử của ngài. Cho nên lúc bây giờ vua Trần Hạng Vương rất là vui mừng là bản nguyện của con mình đã được thành đạt. Và lúc bây giờ thì vua Trần Hạng Vương rất già và ngã bệnh mà bệnh rất nặng. Vua mới cử người đi đến Đức Phật về, cử là người thứ nhất đi qua cái nghe Phật thuyết pháp, cái không muốn về mà quên được vì về còn quên sợ nhiễm nữa, thành ra ở đó tu luôn. Cái lâu quá mới về, cái lúc vua cử đoàn lần thứ hai đi tỉnh Phật, đi qua cái nghe Đức Phật thuyết pháp để ở tu luôn. Cử đoàn người thứ ba qua tới cái nghe Phật thuyết pháp để ở tu luôn. Nhưng mà cái đoàn người thứ ba đó là có một vị đại thần, mặc dù là ở lại tu nhưng mà nhắc lại cái câu chuyện sứ mạng của mình mới nói rằng một câu như thế thôi. Đức vua ở nhà hiện đang lâm cơn trọng bệnh, ngài lệnh cho chúng tôi lên đây để thỉnh cầu Thế Tôn trở về thành các vị đã về để gặp lại vua Trần Hạng Vương lần sau nữa. Từ lúc đó Đức Phật nói sao có gì thế không? Đức Phật nói chuyện đó ta đã biết từ lâu rồi, nhưng mà lại hạt giống nó chưa chín mùi, thành ra ta chưa về đó thôi. Chả lại hơn nữa, trách nhiệm của ta còn đối với nhân sinh quá nặng. Thì bây giờ nơi này là nơi mà đã có duyên với ta, ta phải kịp lúc để gieo hạt giống của đời. Thành ra đợi cái cơ hội chín mùi ta sẽ về thôi. Thôi thì cũng nhờ nó nhắc nhở đã đến lúc, thôi thì tất cả chúng ta đều trở về thành ca thì đã được. Thì Đức Phật dắt nguyên một đoàn tam thiết trở về thành ca thì đã về của Pháp. Đầu tiên là Đức Phật cư xử làm sao? Đức Phật đi thẳng vào trong cung điện của Đức Vua. Thì lúc đó Đức Vua đang nằm trên giường bệnh, Đức Phật đã đi vô trong và quỳ xuống. Mặc dù ngài đã thành Phật nhưng mà ngài quỳ xuống ở bên long sàng, tức là bên cạnh của vua đang nằm dưỡng bệnh. Thì Đức Vua nói muôn tâu với Phụ Vương, Phụ Vương đã đau và khổ nhiều lắm phải không Phụ Vương? Tại vì lúc đó mười mấy năm trôi qua đã xa cách một người con yêu của mình, thành ra Đức Vua bây giờ không chẳng chỉ đã bị đau và còn khổ nhiều hơn nữa. Cái lúc đó Đức Vua trả lời sao cái gì đấy không? Nói Thế Tôn ơi, không chẳng chỉ tôi đã đau mà tôi còn khổ rất nhiều nữa kìa. Cái lúc đó Đức Phật mới nói dạ con với Phụ Vương, nếu Phụ Vương thấy là khổ thì Phụ Vương có muốn tìm đến một cảnh giới an vui hay không? Cái lúc đó Đức Vua Trần Hạng Vương mới nói rằng cái niềm an vui mà ai không muốn hết không? Mặc dù là Phật nhưng mà cái xác của Phật là con của Đức Vua. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói rằng nếu như Phụ Vương muốn về cảnh giới an lạc thì xin Phụ Vương hãy nhìn đây. Thì lúc bây giờ là Đức Phật bóng bóng trên cảnh mình vào trong đại địa là chuyên chuyển đất trời và lúc đó hiện cảnh mười phương chư Phật, nhất là cảnh Tây Du Cực Lạc trang nghiêm quý báu thánh tịnh và phải nói là đủ để tất cả các báo để cho Vua Trần Hạng Vương xem qua một loạt. Thì khi xem qua xong đó, lúc bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu cho Vua Trần Hạng Vương biết rằng hiện bây giờ nơi trời Tây Du Cực Lạc có một vị Phật là giáo chủ của cõi Tây Du Cực Lạc, đó là A Di Đà Phật. Ngài có cái bản nguyện khi ngài thành đạo đó, ngài nguyện rằng tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới nếu ai niệm hồn danh của ta chỉ một câu chánh niệm sẽ vô lượng công đức và dẫn đến mười câu trong chánh niệm trước giờ phút thập chung, thì người ấy sẽ vượt đến bậc vô lượng linh hồn về cảnh giới của ngài. Nếu không được như vậy thì ngài sẽ nguyện không đầu trên ngôi tất cả thế gian. Đó là cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Vậy bây giờ Phụ Vương có muốn về cảnh giới đó để an ổn hay không? Lúc đó Vua Trần Hạng Vương bảo rằng thì
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô. Tôi niệm Phật đến con số 10. Đức vua từ từ cạn lời cạn hơi rồi đến thất thân Phật cuối cùng. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khẳng định rằng Đức vua niệm Phật tên truyền bố đến được giải sanh về là độ nhân gian được sanh. Sau độ nhân trở về thành các vị đã về, Đức vua đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ về thế giới cực lạc rồi. Thì tới giai đoạn thứ hai là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên trên cõi trời cao lợi thuyết pháp cho bà Ma Gia Bà Hậu, tức là mẹ của mình, 3 tháng. Rồi từ đó Ma Gia Bà Hậu cũng tin theo pháp môn tịnh độ niệm Phật giảng sanh về thế giới cực lạc, rồi trở lại độ cho con của mình gọi là Thái Tịnh Ra Bà La, được trở thành là một trong Phật đại diện thức Đức Phật là Hơn Thánh Đế. Rồi độ cho công chúa Đà Ni Đà La và độ cho hoàng thân quốc thích được rất nhiều người chứng quả. Như vậy thì chứng tỏ rằng đây là một cách mà gọi là đời tân đắc nghĩa trọn vẹn luôn với thân tự độ. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng từng giới thiệu cho bà Di Đà Ni Đà La và đem cái chánh pháp của Đức Phật A Di Đà giới thiệu cho ngài Xá Lợi Phất với cái chủ trương niệm Phật. Vì vậy thì cái chương trình niệm Phật của chúng ta hôm nay quả thật là sâu sâu vô cùng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo. Bởi vì khi mà Đức Phật A Di Đà phát lên một cái bản nguyện như vậy để mong muốn chúng ta dựng kia với một điều kiện là tính nguyện hành, chứ tính là tính chỉ nguyện là mong muốn và chỉ hành là làm theo, chỉ cần đủ đề cho tính nguyện hành chúng ta sẽ có một cơ hội để giảng sanh về với người ta. Vậy bây giờ Đức Thầy nói là niệm Phật nào lỡ mùi hương niệm tâm thành tiếp cận như của đời, tức là không cần có thời khóa. Cho nên vì đó mà chúng ta được Đức Thầy giải về chương trình niệm Phật qua rất nhiều trong giai đoạn. Thứ nhất là Đức Thầy dạy chúng ta niệm Phật khi tu. Khi tu đó, đầu tiên Đức Thầy dạy cho chúng ta đó là niệm Phật coi dễ dàng. Là bởi vì trong pháp môn niệm Phật, Đức Thầy đã giới thiệu qua cái chủ trương của Đức Phật A Di Đà. Niệm Phật nó có rất nhiều lợi ích qua từng giai đoạn như sau. Phần thứ nhất đó là nhiếp quá các căn. Nhiếp quá các căn, Đức Thầy đã giới thiệu là cầu cho già kẻ gánh cây rủ nhau niệm Phật liên đài ấp nương. Rồi bây giờ qua cái thứ hai là nhiếp quá các loại. Đức Thầy có biết là cả vũ trụ khắp cùng dạng vật dầu tiên và ma quỷ xuất sanh, nếu như tâm tính nguyện cùng hành động có cách gì để ăn dưỡng chỉ một kiếp trên luân hồi luôn thoát mê đồ nhất dụng linh hồn. Như vậy thì đúng chứng tỏ rằng là nhất quá các loại luôn. Hồi nãy thì các căn rồi hưởng chung hả, bây giờ cái nhất quá các loại luôn quả thật là pháp môn nghiệp Phật rất thâm sâu. Giả lại hơn nữa, pháp môn nghiệp Phật nó là một trong những chủ đề tha lực. Bây giờ con đưa ra ví dụ tha lực như sau. Và thứ nhất đó, bây giờ chúng ta muốn đi lên núi Cấm này mà chúng ta đi bộ từ ở quê nhà mà lên tới bên này á, quý vị mình thử nghĩ chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian. Bây giờ tôi ví dụ tha lực nha, là từ ở dưới đó chúng ta phải lên một chiếc xe 50 người, chiếc xe nó chở đi có 2-3 tiếng một ở đây. Và chiếc xe đó là tha lực đó, nó có công năng chuyên chở, cũng như hôm rồi con đã tải lâm viên tải cái vườn xoài tâm sự với anh em tôi để dưới đó cái ngồi mà ngồi á gần cái góc dài lên với anh em nuôi bữa đó rồi được nhiều mình nhỏ lộn lên lên tới vừa ngồi ăn luôn. Cái con còn cái hồi nó mới ở trong tóc của nó làm được nhỏ cái con gà nó dính vô cái móng tay. Thì khi dính vô cái móng tay á nó bắt ra con kiến, nó nhớ lại là con kiến này hồi lúc ở với lâm viên là mình đang ngồi vườn xoài. Thì con kiến này nó nhờ tha lực, tức là nó nhờ được ở trong tóc của mình mà nó đi được từ những lâm viên đi lên tới trên dù không có 2-3 tiếng hồ của tóc. Con kiến này mà nó lộ tự lâm viên mà nó lộ tới giờ mà không biết tới chừng nào hết. À, thì mà nó cũng vậy, mình nó đi về cái con cực lạc đó thì con nghĩ giống như con kiến kia nó mượn cái thân của con mà đi lên trên dù không thì mình về cái con cực lạc tức là phải mượn cái bắt mua tỉnh độ của Đức Phật. Thì chúng ta phải có đủ điều kiện đi giả sân cách rất dễ dàng. À, thì vậy mới gọi là tha lực. Bây giờ ví dụ cách thứ hai nữa là các trả nghiệp. Nó ngày xưa đó quý vị, có một cái câu chuyện gọi là có một nhà nông phu đẹp ta giải đãi đó. Thì lúc bây giờ Đức Phật cùng anh em đi ngang qua, Đức Phật mới nói anh em ơi, cái tên nông phu
Tài chủ bên kia đó, vì tâm giải đãi mà gặp bảy lần gặp Phật rồi mà vẫn còn giải đãi, cho nên giờ đây vẫn còn một tên Phật. Thì cái tâm Phật kia nghe được lời mà nói vẫn chả biết là Phật Thế Tôn, vì con quá mê muội, xin Thế Tôn hãy nhận con làm đệ tử. Từ đây về sau con quyết chí tu tập. Cái lúc đó cái Phật khen nó làm hai lần hai, cái lúc đó có nhiều cái Phật đưa cái vụ như thế này. Cái Phật hỏi Thế Tôn ngươi mặc chiếc áo bên người được bao lâu rồi? Cha ta suy nghĩ thôi, ta nói đi. Và Phật Thế Tôn con mặc 7 ngày là chưa nhận. Cái Phật hỏi vậy bây giờ muốn cho nó sạch là sao? Không có chỉ cần một đống cho, một đống cho ngày xưa là đây người ta dùng nước cho đây cho sạch không bây giờ. Thay bây giờ là một nguồn sạch không là sạch liền. Cái Phật Thế Tôn như thế đó. Bây giờ cái nghĩ mê của ông nó đến cái chiếc áo dư mà phát khẩu của ta nó giống như là một đống cho kia có công năng tẩy sạch các chất dơ bẩn kia, nghĩa là chất dơ bẩn là lũ chung nghiệp báo của mình mà trí tuệ của mình ban cho á là giống như cái chất tẩy kia nó là hết nghiệp. Thì nói cái đó cảm thấy như vậy thì xin Thế Tôn cho nhận là để tẩy con sạch biết là vô tận, nghĩa là sao mà có thể sạch như chiếc áo dơ được. Thôi con không tôn được mình đâu. Cái đó Đức Phật nói, bây giờ ta sẽ biết hiểu lần thứ hai để coi tôi ngươi có thể giác ngộ được hay không. Bây giờ ta hỏi ngươi là bên kia có một tên tiều phu 400 xe tuổi, bây giờ muốn thiêu hủy 500 xe tuổi kia phải làm sao? Ở đây chỉ cần một viên quẹt đốt cái hết trơn 500 xe liền. Cái Đức Phật cũng như thế đó. Vậy thì 500 xe nghiệp của ngươi chỉ cần ánh sáng trí tuệ của ta cho luôn cái là đốt hết những việc kia. Cái duyên huệ kia có công năng đốt 500 xe của thì trí tuệ của Đức Phật cũng có công năng đốt hết những việc của mình. Cái gì thấy thật đó thôi. Đó là hai lực đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chương trình niệm Phật được Đức Thầy giới thiệu cách rất là độc đáo thông sâu. Như vậy mà niệm Phật kim tu là niệm trong mọi hoàn cảnh luôn. Đức Thầy cho biết qua cái chương trình đầu tiên của niệm Phật chúng ta đó là vừa niệm Phật vừa thoa giảng. Lòng hiền giữ diện sớm chiều, xem chân niệm Phật nghĩ đều mặt ai. Vừa niệm Phật vừa có dễ dàng, vừa xem chân niệm Phật còn tất cả những chuyện xung quanh không cần biết tới nữa. Bởi vì ở thế gian đó mình có những điều mà Đức Thầy tha niệm của đó. Cái thứ nhất đó là Thầy tha cái tổ tiên của dân, hỏi tổ thánh của dân. Nơi cửa thôi người càng quăng chân, chung nhà ma trên chút quá thêm đông, biết làm sao chiếu đảo khắp đại đồng, đưa những lời chào dòng hạnh phúc. Hai cái khác thứ hai là có tiên giác hơn nữa. Lan kiều hương lộ chắc quen, ngọc bông không vừa mà hè giáo đi. Rồi tới cái thứ ba là ở Phật Thập Quân, Thầy đã chốn Phật cảnh giác tâm kẻ tới. Ta ra đời nên mới được ra. Tại sao giác thứ ba là tại vì chúng ta đang đam mê trong việc làm của thế gian. Cho nên Đức Thầy đã than lên cái câu độc đáo này. Đức Thầy qua cho biết qua câu đó là mặc trinh giữ lấy nghĩa nhân muốn về cõi Phật lạc hơn cõi trần. Vì vậy thì nếu mà muốn về cõi Phật đó là chúng ta phải làm sao bớt đi. Bởi vì thấy sanh chút quá huyền cảnh Phật rồi nó tới nên nhiều lần vừa chút nguyên dân. Vì vậy thì chứng tỏ là từ rồi hồi vô thể tới giờ rất là thôi thì nói vô thể xa đó. Nói từ rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế tới giờ thôi, tức là 2551 năm rồi mà giờ mình còn có đây. Quý vị mình cứ hỏi cho mình có thiệt hay không, có thiệt gì mới khỏi đây không, chứ khỏi đây không phải khỏi của mình. Đức Thầy này đã khẳng định là nơi đây không phải là nơi của mình và cũng không phải là nơi của Thầy nữa. Thầy đã kể đến nước văn ngàn đất khách, vì nơi này là đất khách, không phải nơi của Thầy. Đêm thân này cắt mặt sầu đông, hay là hòa thôn hảo cảm xứ chi ta, tạm giác nhân sanh khỏi ái hà, thảo sát buồn danh thanh sát trẻ, chờ thời tuyên bộ thuyết một căn. Vậy vui lâu hảo của Thầy. Thầy đã vui lâu của Thầy đó là cảnh thiên trước thơm thoa nồng nạc, chẳng thở yên còn phúc và cần ấy thì tương trăm họ trả danh nhân sát trẻ thân thân đau khổ. Hay là cảnh an nhẹ của người liệu đảo muôn ngàn vô sự lớp sạch mà tâm, sắp chẳng ngồi nơi ngôi gì đi hưởng quả bồi đề.
đường ngõ mà còn đem khẩu súng trước một trận là thiệt cả chết em. Vậy các thầy nhìn mình thôi đó. Vì là trong mình là không gì thầy biết nào hết. Đó. Thôi bây giờ đức thầy cho chúng ta biết cái thứ hai nữa là ở đây không phải là quên chúng mình nữa chứ. Đức thầy nói đi. Cái câu đó là cũng góp ngày thượng đế xuống trận. Mà có mà đó trong tiên còn nuôi sáu thì làm sao ạ? Ha, đã giết hàng nha, cho đó là thượng đế xuống đây nè. Đó liếc thằng nhau xuống đây á thầy ra đức thầy nói cũng góp ngày thượng đế xuống trần hoài đầu nghe tiếng quân nhân trở về nơi cũ cho đời phải tiên thấy sao tiếng quá nhiều cả tục nên nhiều lần dục tốt quân dục tốt quân dân mà tiên thì lấy cái nhân muốn về còn phật là thân của trời như vậy thì đọc đó nó cũng đang chia cho nên ở đây thầy dạy chúng ta ở trong góc độ kỳ tôn tức là lòng hiền dự diễn sớm chiều xem tên niệm Phật nghĩ người Phật hay tức là khi chúng ta tu tập nó sẽ gặp phải nhiều cái trái cảnh lắm chứ con gặp nhiều cái trái cảnh ấy là trải qua bao nhiêu nỗi tham cảm thử thách nếu đến thử thách đó có thể nói là trăm ngàn lần thử thách luôn là vì sao lúc đầu thử thách trong ăn chay bây giờ mình ăn chay mới có khoảng chừng vài năm cái lúc đó có người bạn tới họ thẻ nên lúc này tôi thấy bạn ăn chay tôi thấy xanh xao lắm cái lúc đó cái mình cũng dự gạo một xíu nha tôi có không khỏe lắm bạn ơi nhưng mà tới thì cô bạn kia đi về hay là anh bạn kia đi về á cái mình đi vô buồn của mình lấy kiến rồi mình coi thử thì coi mà nó ở thiệt á bắt đầu lo á ở cái sở nó sống luôn chứ lo nó thứ trang vì vậy mà chúng ta cứ mãi lo o tế dùng bài cạo gọt tất trữ quên tiền cho nó ăn rồi cất nhà cửa cho nó ở kiếm tiền thăm sát cho nó đi sai nhưng mà đâu có nên được rằng là thân này là tạm ngưỡng ha đức thầy có biết là cuộc thế trao đồ mỗi có tất nó hả thở ra mặn hút vô là thời ta chuyển nghiệp nói ngày xưa có ba anh em con một nhà nhưng mà sau khi lớn lên vốn là nhà phật tử cho nên xuất gia tu mất ba anh em đi tu nhưng mà sau khi lớn lên đi tu cái chia ra ba nơi một hôm có chuyện gặp lại cái ba anh em nói thôi giờ anh em mình gặp lại nó mừng quá mà lượng đạo nghe cái ông thứ nhất ông nói bây giờ lượng đạo bây giờ lượng cái chủ đề gì cái ông thứ nhất ông nói thôi giờ lượng đề vô thường đi cái lượng đề vô thường cái ông thứ nhất ông nói là năm nay họp mặt cùng ăn uống chẳng biết xa năm quý họ nào nè đó là vô thường và năm nay về cái ông cái con năm thứ họ nào nữa cái thì ông thứ hai ông nói đi quân á nói như vậy cũng chân lý lắm nhưng mà chưa có rốt ráo theo đệ đó đệ nghĩ đó là đêm nay già giớ cỡ ra sáng ngày xỏ vào bán được ác làm ăn chắc tức là anh đêm qua ngủ mà thức dậy không có buông xuống chân xuống để xỏ vào dép là chết đỡ đỡ chi tới năm thành ra cái vô thường nó rốt ráo hơn nữa cái ông thứ ba đó ông nói hai quân nói vậy thì cũng chân lý lắm nhưng mà chưa có rốt ráo ông nói hơi ở này đây phiền của miệng chẳng hay ở lại hoặc đi dạ thở ra mỏng hết vô là bầu người ta ở đó chỉ tới đêm thở ra mỏng hết vô là bầu người ta đừng có chỉ tới năm thành ra ba nó thấy được cái vô thường là quan trọng như vậy cho nên khi xưa các chư tổ nói rằng là sanh tử là trọng đại còn vô thường là tức tốc mình thấy hôm nay mình đi núi đi non như thế này nè nhưng mà đừng tin rằng là mình còn sống lâu lắm không á mà hãy đạt vào cái lý vô thường đặc biệt như vậy thì chúng ta tu cho nó tinh tấn do vậy mà đức thầy kêu mình đó hãy nhìn rõ cái thân này là thân huyễn giả rồi chúng ta niệm phật nó sẽ tinh tấn hơn đức thầy dạy chúng ta niệm phật tinh tấn hơn đó là một điều kiện rất là quan trọng thứ hai nữa đó là sao là khi chúng ta vừa niệm phật vừa làm lành bá gia phải ráng làm lành niệm phật cho rằng đã thế là kia hay là chấp bế tâm chấp đều hơn khi chết ra cần chuyển niệm Phật làm lành thường trao dồi chỉ hướng cao thân cho mọi thiện tốt lành Phật theo dù niệm Phật vừa là ta đã có là kiên tu vậy mà chưa hết là quá anh chị là niệm là đi đứng nằm ngồi ráng niệm chứ không có đợi gì người khác. Bởi vậy lúc này con nhờ được tất cả nhắc nhở như vậy mà con có cách tu tập như thế này cô ạ. Cứ mỗi khi con đi hay là con lên xe thì khi
lái xe nổ xong xe bắt đầu chuyển bánh là mà nhớ dai đã 16 năm rồi và bước lên sân khấu hát Đẹp Tâm và bộ số sân khấu là Đẹp Tâm. Năm rồi tôi cùng số Phật Lan đi cúng dường cho mấy sư cả nước nhưng khoảng 200 vị à, của Phật Lan năm nào cũng đi cúng dường cho ba tháng anh Thư Kiết Hạ cho mấy thầy đó là Thầy Nguyên Vinh và đã nhân dịp biết rồi tôi cùng tham gia với cô đi cúng dường cũng vui lắm. À, sau khi cúng dường xong cho mấy thầy rồi nó bắt đầu mấy cô giáo đang ngồi bên nhau tâm sự nói về Phật pháp nghe hỏi thăm qua lại động hơn cô mới nói rằng chỉ có pháp môn tịnh độ là tốt của tôi được không là ra cô năm nay bảy mươi mấy tuổi rồi vì vậy mà cứ ngoài ra cái chuyện khác thì cô nhưng mà thu ra lại mà cô niệm cái dòng cải lương nghe hay lắm thành ra cô bắt trước Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm mà chạy xe bon hoài đó còn nữa xe hỏng niệm Phật nó buồn ngủ mà buồn ngủ dễ gây tai nạn hơn ha. Bây giờ niệm Phật không chỉ không buồn ngủ mà còn có một cái lợi rất lớn là chúng ta giữ được trách nhiệm. Còn nếu không niệm Phật mình đang chạy xe thì mình nhớ được thứ cho ha thì còn cứ lên được một ngày nào thì tâm sự thấy khó và đến như nhau. Cho nên cái công năng niệm Phật nó có cái lợi thâm sâu thôi. Bây giờ xin niệm Phật cùng chúng ta lợi thứ nhất là gì? Lợi thứ nhất đó là mỗi một câu niệm của chúng ta mà giữ được trách nhiệm. Quý vị mình nhớ niệm câu một chỗ này nha. Niệm Phật nhưng mà quan trọng là phải có trách nhiệm thì câu niệm Phật mới có kết quả nha. Chứ không phải niệm Phật mà có kết quả là mà nếu niệm một câu Phật mà có được trách nhiệm rất là kết rõ chúng ta là niệm được 80 cái chuyện sinh được Phật. Bây giờ con tiến một số tập hành quý vị mình tính nha. Ở đây cô giáo cũng có trong học viện của mình là địa chỉ này có cô giáo rồi có giáo viên rất nhiều lắm. Bây giờ tôi tính cái gì mình nghe nghe. Bây giờ nếu là cô giáo tính con số đặt thành ra mình biết được con số nào nè. Bây giờ tôi biết được nữa nghe. Bây giờ mình biết tới là con số tỷ đi. Thứ nhất đó là chục tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ là hết số. À mấy chứ mình tới con số tỷ tỷ là hết số. Vậy mà con số bớt cái mình lọt qua ngoài con số tỷ luôn. Tức là một con số một thứ đầu là ngàn số không biết sao. Gọi là tất cả bên hai. Chỉ có kinh Phật mới có thể dịch được điều này thôi chứ còn theo văn phạm của Phật của chúng ta không thể nào làm được cái con số mà tất biết được. Cho nên Đức Phật đã ứng dụng một câu là niệm một câu Phật sẽ dịch được 80 ức kiếp sanh tử khổ. Mà một ức là con số một đứng đầu 1.000 số không biết sao mà 80 ức thì vậy có gì mà tin. Thay vì bây giờ mình gây cái nghiệp ác, bây giờ mình tạo cái nghiệp sát sanh đi. Con nhớ là lúc ông kêu tôi nghe cô bác ơi ăn cái kiểu này cả lòng trời cũng có xả đó. Thôi, thế mà bắt đầu tới cái mùa mà nước sở ra là chuyên gia đi xuống cái lòng trời kia kho xả đó. Mà dù cái lòng trời kho xả đó rất rủa cái nước cho con. Bây giờ cả không biết sao cả cái đó. Vậy thì may mắn là nhờ bác môn tha được cái Đức Phật. À, tôi có thèm gì cũng đỡ không phải luôn. Ông thèm gì không? Ông thèm tha một xếp cháu. Thời ơi, một xếp cháu mà nó nhiều quá đâu làm đâu nấu ha là cái để nguyên trong luôn cái ruột ruột mà đi nhiều chết cháu mà cắt nó lên chỉ cần xoay qua dòng thôi là cắt lên trong nhất nhiều cái không còn gì để mà nó ăn như vậy còn kêu con gác nữa ăn nó con rút không có nó đi sợ gì ăn một tuổi có biết nhưng mà ăn con chứ sao. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu như mình không có được cái pháp của Đức Phật mà chỉ dạy chúng ta gây cái nghiệp ác biết sao cả không hết. Thật ra Đức Thầy nói chúng ta có một pháp môn theo cái bản nguyện của Đức Phật ngay bây giờ là niệm một câu Phật niệm được 80 ức kiếp sanh tử khổ cho nên chúng ta mau phát triển. À, đó là lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai đó là chúng ta có được chuyên chú nghĩ suy từ các dấu của con người của các thần lực. Thật ra ta là giới thiệu pháp môn niệm Phật chỉ là muốn nghe các bạn để cho nghe pháp chân niệm Phật là biết tụi tôi. Thưa quý vị, bây giờ niệm một câu Phật có vô lượng quang và niệm một câu Phật có gì nữa? Có vô lượng thọ. Như vậy con biết là đường sanh mạng của ta đồng thọ có ca nguyên tất diệt trường tồn. Tự thần kia đâu giới bắt mình là có nguyên chỉ của đeo khổ tử. Vậy niệm một câu Phật có vô lượng thọ luôn. Đó là ba lời đó lớn rồi. Bây giờ vô lượng quang nè, vô lượng thọ nè, và
vì được tám môn mới sanh tử thành tội, và nếu một con vật có nhân được xuất được bằng chứng giáo lý này của bác anh chị em. Cao khổ đáng ngô mà nếu tạo thêm một nghĩa ác tất cả mắc bước, mà tất cả cho biết bao lâu là hết chờ mãn phước là ta ta về không đâu. Có em thần tưởng sai thì đâu chờ mãn phước là ta ta về không, mà nếu một con vật có vô lượng phước thì điện tử thần nằm giá không có được. Vậy thì bây giờ công năng của nó là bốn điều tử: vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng phước và điện tử có luôn đó chứ sao tự bắt đầu. Thì câu niệm Phật của chúng ta quả thật là quá không sao. Vậy chúng ta có nên niệm Phật không ta? Có nên không? Có. Và cả niệm xuyên suốt luôn, niệm không nghĩ được, niệm đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chứ không phải đợi gì người khác. Thậm chí tới lúc ngủ cũng niệm luôn, nằm mơ cũng niệm luôn. Niệm như vậy đó gọi là thuần, thuần thành. Còn chúng ta niệm Phật mà chưa đến cấp độ đó, chúng ta chưa có một kết quả không sao. Bây giờ con xin kể một câu chuyện niệm Phật cho các bạn nghe, đó là ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu. Ông Ký Giỏi chắc là một người ở rất xa. Vậy mà sau khi được bà Ký có duyên lành tôn theo thầy, lần nữa bà Ký giới thiệu cho ông Ký rồi đức thầy lại có duyên lành ở lại trong nhà của ông Ký. Lần nữa cái thời gian tìm hiểu về đức thầy thì thấy từ một chú mẫu nè, quan nghi nè, rồi cử chỉ nói năng ăn uống và sự tất cả mọi sinh hoạt đều trang nghiêm và đạt được hết. Cho nên ông Ký đã thành kính thưa thầy cuối cùng đã quy y. Có lần ông Ký quá nhớ thương thầy khi mà bị người Pháp giờ thầy lên nhà thương tiểu bác, thì ông Ký lên nhà thương tiểu bác ông thầy và hỏi một câu như thế này. Đức ông Ký hỏi thầy chứ là dạ bà thầy, con bà phải giảng của thầy có một câu con chưa lãnh hội được, cái câu mà niệm Di Đà ráng niệm cho rằng thì mới được sống qua thiên pháp. Vậy bây giờ niệm như thế nào mới được rằng xin thầy hãy cho con biết. Đức thầy nói ra thì ông niệm như tiên đạo chứ đó rằng cái lúc đó ông chưa lãnh hội được. Nó dạ bà thầy, niệm như niệm tiên đạo là niệm như thế nào này? Lúc đó đức thầy hỏi như thế rồi tiên của ông có khi nào được đạo không? Thì ông biết ra là dạ bà thầy nhất như người đạo là chết. Cái lúc đó đức thầy nói cũng như thế đó, nếu tiên người đạo tức là chết, còn nếu niệm câu niệm Phật mà giác đạo tức là chết. Ha, cái câu niệm Phật mình giác đạo tức là nó chết. Cái câu niệm Phật thì phải niệm như tiên là ông Ký đã hiểu được liền. Sau khi trở về nhà nói với bà Ký á, cô Ký ơi, từ đây về sau đó tôi và cô đó là phải đoạn lìa cách ái ly vậy. Tức là mặc dù ở chung một nhà nhưng mà sự nghiệp ái ân từ đây về sau tôi với cô đó là phải cắt đứt đi cái nghĩa phụ thuộc đi. Bây giờ đó cô phải kêu cái bằng quân cho được người kia bằng ăn nữa nha. Từ đây về sau tôi chỉ kêu cô bằng cô cho tôi không kêu bằng bà kém nữa. À, thì bà biết bằng lòng liền, tại vì bà biết tôi rất tiếc. Vì vậy mà mới nói đi, dạ từ đây về sau thì tôi sẽ gọi quân bằng quân, không dám gọi bằng anh nữa. Rồi bà ông Ký ngăn cái phòng điện của cô. Ông Ký vào trong đó niệm Phật suốt một thời gian rất dài để làm chủ được tâm mình, cho đến khi được Đức Phật A Di Đà bỏ ký phía trước bàn á. Một con nhỏ báo tin cho ông nữa biết, nó ra anh ơi, anh báo tin cho đồng đạo biết đi là ngày 3 tháng nữa vào lúc 12 giờ trưa và ngày mấy tháng mấy gì đó là tôi được Phật nước về đây vương thượng đại. Anh báo tin cho đồng đạo biết trước trước đi ha, đã ngày đó tới mà tôi đưa tiễn tôi. Ông Ký ông vừa nói xong quên ông ăn nữa thì ông nói tắt lắm. Tại ông tên là Trần Văn Xối mà tại vì nó tắt quá cho nên cái thầy đạt cho tên ăn nữa. Dạ. Thì lúc đó ông ấy, ông nói tắt lắm, ông nói mở tù rồi bà đẹp bao lâu hết tôi bị làm giảng sanh. Tôi nghĩ tôi sợ ông giảng dân quá rồi. Dạ ông nói tắt. Nhưng mà không có thời gian trôi qua muốn tới ngày đó không ta. Ông Ký lại nhắc lần nữa, nó ăn lên có cho bà cậu hay chưa, bữa nay là con đi về con Phật nghe. Mà thì đi về cô đó, 11 giờ trưa, ông Ký nó bấm đồ sạch sẽ, xong xuôi bình thường, dung mạo rất là thoáng mát, gương mặt rất là tươi vui lành mạnh. Ông Ký bắt đầu vô khóc lên ba ngôi thờ tôn kính
được xong chưa? Cũng chưa xong chưa? Là tiếng ngồi niệm Phật giữa ba bóng, giữa trách nhiệm trong nhà luôn. Ngồi niệm Phật và lúc 12 giờ làm tiếng niệm Phật ba câu cuối cùng, câu thứ nhất đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Câu thứ hai nó nhỏ hơn tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Câu thứ ba nhỏ hơn tiếng nữa Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi thì lúc đó mới thôi là hào quang trực trở trong quý cô anh chị, mùi thơm hằng ngắn trong nhà hết. Lúc đó ngọn lửa thôi hết hồn của dế trên, lúc bây giờ chạy tinh khắp nơi trên bóng cho đồng đạo tới để mà chứng kiến sự việc con ký đã được giảng sanh. Rồi từ đó tạo đi một niềm tin cho tín đồ của giáo bảo. Lúc đức thầy còn ở tại nhà thương chợ quán là triệu con tiên đang hướng về thầy, tức là trên 2 triệu tín đồ. Như vậy chúng ta thấy rằng pháp môn tịnh độ đã có một kết quả hiện tại để cho mỗi tín đồ chúng ta được tin tưởng càng tuyệt đối. Ngoài câu chuyện con ký độ giảng sanh còn rất nhiều, hiện bây giờ đồng đạo chúng ta thu thập kết tập vào trong băng đĩa đó là gần trên dưới 300 vị được qua. Trên dưới 300 vị đã giảng sanh biết trước ngày giờ, có hào quang ứng chứng, có việc làm chân chân. Vậy thì tín đồ Phật giáo bảo đó, Đức Thầy ước câu là ước trong họ nhẹ mình có cách đồng ba về được đạt một đàn. Còn bây giờ chưa phải bao nhiêu đàn đó là sao? Đức Thầy nói là chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ ảnh giác làm gì không? Bây giờ ông nào giảng sanh trước, về trở trước. Còn tới ngày hôm qua đại hội khai mở lên nguyên mới lại nói hai cái hổ là nguyên đàn luôn. Ba cái đó trời nó lên nhé. Nghe có thể làm đó. Còn nói bây giờ ngày mai ngày hổ về mình ba về cái quân luôn. Dạ hả? Dạ. Thì thưa quý vị, về chủ trương của Đức Thầy đã cho chúng ta một điều kiện rất là đặc biệt và thâm sâu với ông tịnh độ, vì đó là chúng ta khóa. Bây giờ kế tiếp theo đó không chẳng nghĩa là chúng ta được niệm Phật trong kiến tôn, tức là niệm Phật vừa coi chúng giảng, niệm Phật hoàn toàn, niệm Phật và trong cuốn sách quan nghiêm, đó là phần kiến tôn. Bây giờ qua cái giai đoạn thứ hai là phần kiến tôn. Phần kiến tôn là cũng dành cho đến cái người mà còn bận rộn công việc. Ví dụ như chúng ta có thuốc nam, chúng ta vẫn niệm Phật được. Chúng ta bám nước cơm vẫn niệm Phật được. Chúng ta đã cải vẫn niệm Phật được. Chúng ta cầm gậy vẫn niệm Phật được. Chúng ta cắt nhúa vẫn niệm Phật được. Chúng ta mai đồ vẫn niệm Phật được. Chúng ta bóc tên vẫn niệm Phật được. Vậy vậy. À, như vậy thì chúng ta có rất nhiều điều kiện để niệm Phật mà không có một lý do nào có thể bỏ qua. Vì có niệm Phật giúp chúng ta có ba điều mà nói trừ được những thứ sai lầm. Cho nên tất cả những điều là phải giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không làm hờ dẫn cản giả ghét ganh, rồi ta tới thêm chuyên tâm niệm Phật giúp thêm được. Như vậy nó có kết quả. À, đừng chứa điều gì nào thì để cũng tham tâm tất kỹ yêu mối duyên từ là trí tuệ mở mang khỏi sáng suốt thì mặt vô minh sẽ bị gì mất. Bây giờ có đôi khi nếu chúng ta có niệm Phật thì tâm chúng ta vẫn còn bị sân si ngã, vẫn còn bị phiền não trong lòng, nào là buồn giận thương nghi ghét muốn sợ. Tất cả những cái đó nó dễ chiến lên là chúng ta bị mất đi chân tâm thanh tịnh. Cho nên Đức Thầy thấy nó nhắc những câu gì nè, Đức Thầy xin đó, xin hai điều đặc biệt. Bây giờ tôi tạm đọc cái câu này, nếu cô bác mình bằng lòng cho xin cho cả có ai còn không cho đứng lên tám phiếu. Bây giờ chúa xin mà, bây giờ bắt đầu xin nè, xin cái thứ nhất đó là xin đừng có giảm nữa, cái này về đó nhất định đã không có giảm nữa nha. Đức Thầy nói là xin đã quên mấy lúc dân thần ra tay tế độ nghe đờn tây quy xoay dần trời đất tiết thì hết cơn bị thực tới kỳ thới đi lên. Vậy là chỉ cho điều này ha, mai mốt về mà người nào mà dẫn lên với cô hứa rồi đó nghe, cô thấy ai mà cái hạt bỏ ghét rồi tôi nhắc hả hay dẫn lắm, có đôi khi đến quốc nam không dẫn nữa. Đi lên đi núi đến quốc nam cái bữa đó về giáp điện có hút tới sành hà, cái mấy cái ông giáp nhiều lắm, cái ông chạp chơi nó nói đi lên bộ ông lên núi trong cũng có cảnh gì mà giáp về con có hút chút xíu rồi từ lúc đó lên cái ông có hỏi nam đi lên nam đi nói lên nhỏ một cách mà nghe chỉ rồi con về cũng nói chứ không có chuyện khó gì thật chứ mà ở đợt nay xả ra đó 45 phút, cái xả ra 15 phút, nghỉ 15 phút, cái bắt đầu vô niệm 45 phút nữa, tức là tiếng nửa đồng hồ của chương trình niệm Phật mà chia ra làm 2 phần, xả ra có 15 phút à. Mà cái cô này hỏi cô kia chứ chị hai là chị hai, chị ở đâu chị hai, cái bà kia nói là tôi ở Long Xuyên, cái này hỏi cái bà ta hỏi mình thì mình hỏi ta rất lịch sự,
buông ra nói chuyện, buông ra nói chuyện. Thế giờ tôi cũng đó, à ra tôi ngồi kế bên tôi nghe mắc cười quá, chút gì mà biết, đem diễn đàn nói luôn. Thời đó tôi đem diễn đàn nói hai bà giờ cho cười, có cả không gì. Ở đời nay đi diễn Phật làm xuống, tôi mới làm hát câu thơ, tôi nói ra giả bò mua thế bát chanh, giả đi diễn Phật ở chỗ ăn bữa này. Bởi vì bà này chọn ăn kia đi, bà kia chọn con đó, thành ra chọn ăn nửa ngàn thì để bà cho mà để. Vậy thì chúng ta cứ mãi, Đức Thầy dạy một câu rất độc đáo nè. Đức Thầy có biết đó là một là cái nghĩa trần mê, tức là cái thiên chuyện về trời thật. Hai là tan nát thông tin của đời. Vậy Thầy không cho mình là thiên gia đình, mà cũng không cho mình phá đề hạnh phúc người khác. Có lần đó có cái ông thầy giáo sư hỏi chứ ông ơi năm nay đã bao nhiêu tuổi sao chẳng có lộc một tất tần, cái chữ tất tần là chậm dở. Thầy nói thầy nói câu này, đức thầy nói đạo đời bất luận người cao tuổi xin miễn cho ta một tất tần, miễn cái chuyện chậm dở mà. Thấy chưa? Như vậy thì hôm nay á thì mà nói đó con tu đó là con nhờ thầy đó. Vì vậy thầy nói là xin miễn cho ta một tất tần, tức là miễn cái chuyện chậm dở. Bây giờ con không dám có giờ. Và lại thêm cái thứ hai, nếu nói đến quốc gia là con có chứa Bác Hồ. Bác Hồ đó là hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng suốt cả một quãng đời, cho đến khi vào ngày 28/9/1969 Bác qua đời, không có con nào. Đem cả một cuộc đời của mình phụng sự cho đất nước quê hương. Thấy chưa? Thành ra con theo hai ông này, theo ai đó. À, đối với đất nước quê hương thì mình làm theo bản quyền Bác Hồ đối với tôn giáo. Là hai con người này là hạnh phúc nhất gì mình sống cho mọi người cho sống cho riêng mình đó. À thôi thì bây giờ cách niệm Phật kế tiếp theo đó là chúng ta nữa có thể xin thêm điều nữa nha. Xin nhớ đừng đeo đắm đời dân bỏ trôi đạo đức nhớ hữu dân dạy thầy kêu là xin đừng đeo đắp lão dân. Bây giờ mình hay theo lão thế dân, lão dân tình càng xuyết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao dùng gương linh huệ mà các mau lọc mặt. Như vậy thì xin thưa một cái gì, chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Thầy đã gắt liền trong sự sống của chúng ta. Bây giờ còn cái niệm Phật chuyên tu, bây giờ chuyên tu nó rất lo, bây giờ ta chuyên tu. Chuyên tu thứ nhất đó là chúng ta niệm mãn lai tâm tình Phật. Bây giờ tới niệm mãn lai nha, dành cho những hạng ai chuyên tu nha. Nãy giờ là chuyên tu mà niệm có đôi khi đâu có đôi khi chấp niệm và nhẫn niệm xen vào, nhưng mà tới cái bậc chuyên là tại vì chúng sanh đó niệm niệm nơi làm thẳng nhất, nên ngay để thành tâm niệm một câu Phật ắt liền đi một nhẫn niệm chúng sanh. Mà nếu chúng ta niệm niệm Phật thì ắt liền tất cả nhẫn niệm chúng sanh, thì từ đó lòng ham muốn và dục vọng chúng ta sẽ không còn nữa, không còn phát sinh. Như vậy thì chúng ta niệm Phật trong chuyên tu đó là niệm mãn lai tâm tịnh Phật đó. Giáo dục chúng ta quán Phật tức là niệm trong từ bi nghĩa xả. Mình niệm Phật sao phải từ, niệm Phật sao phải bi, rồi phải bi phải xả nữa. Chứ có đâu niệm mà niệm nhiều thì nào chắc nhiều gì hết. Niệm gì đâu mà có được ai mà đang niệm Phật. Cái lỡ có mà mấy cái cháu hậu nó dở hơi kia, niệm hơi, niệm không vô rồi xả ra. Có tao niệm Phật bốn cái sao mà không niệm Phật á. Niệm Phật ra tên như vậy. Thầy đã niệm Phật mà không tự nghĩ xả chứ. Đức Thầy nói là bất xả và cảnh chấp một pháp nào thế gian và sẵn sàng đều sao tất cả cảnh tiền trần. Niệm Phật cho đến mức độ từ bi hiển xả là tới lượng tâm của nhà Phật. Nó có một nhà chuyên tu ngày xưa trong thời kỳ Phật tử tế. Niệm Phật mà ông đạt đến chỗ chánh niệm tam muội nhất, ông phát tâm bồ tát hạnh luôn. Ông nói rằng là phải đem lấy cái pháp môn của Đức Phật để mà giáo hóa cho tất cả nhân sinh nghe, để mà cùng tu đến cái giai đoạn giải thoát. Vì pháp môn này là pháp môn tha độ tu dễ lắm, dễ tu mà cũng dễ lắm nữa. Cái lúc đó sư đệ ông sư quân mới hỏi gì nè, ông hỏi cho nếu để đem cái pháp của Phật mà thuyết giáo cho tất cả chúng sinh nghe, nếu chỉ là người ta không bằng lòng chí thiết đó, người ta chửi đệ để làm sao? Ông trả lời nói dạ tôi sư quân để vẫn thấy mình còn có những phút, vì người ta chỉ chửi thôi chứ người ta đâu đáp. Đó là cái gì? Đó là cái tâm an lạc đó. Cái ông sư quân mới nói tiếp, ông nói nếu như người ta đáp đệ thì để làm sao? Ông nói nếu người ta đáp đệ á thì để vẫn còn có những phút gì người ta chỉ đáp thôi chứ người ta đâu có giết. Cái ông dùng thiên câu có bụng hỏi nếu như người ta giết đệ thì để làm sao? Thì ông nói là nếu người ta giết đệ thì để vẫn thấy mình có những phút gì giết đệ là để sớm về cực lạc. Vậy thì bây giờ ta có chữ thì mình phải luôn nhớ là
sao? Mà chúng ta chỉ cho cái nghiệp quả, đánh ta chỉ cho cái nghiệp quả. Dạ, nếu ta giết mình giết lại thì chúng ta phải luân hồi nữa. Thôi chi cho bằng, ta sống ra con nhìn với được nghe kinh cầu Phật, nếu ta chưa bỏ lại con hết khỏi tay luôn chưa bỏ được rồi. Dạ sao? Thưa quý vị, như vậy thì chương trình niệm Phật qua hai câu giảng mà chúng ta có biết là niệm Phật nào ở mùi hương, niệm tâm thành kiến tòa thi cũng gần, nó có quá nhiều công năng và đầy lợi ích. Do vậy mà chúng ta cần cái niệm là sao? Luôn luôn có một cái niệm. Tức là khi chúng ta niệm trợ niệm nó dễ xem vào lắm. Thì tôi cho dẫn chúng ta là sao? Một là cao thanh niệm, tức là niệm ra tiếng giống như nãy con đọc lên đó. Bây giờ cái thứ hai nữa là mật trì niệm, tức là chúng ta niệm thầm trong tâm mà luôn luôn nhớ câu thần danh của Đức Phật với sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật không bị gián đoạn, đó là mật trì niệm. Và tới kiên cao niệm, kiên cao niệm tức là niệm trong chánh niệm tam muội, tức là hình trí của niệm Phật mà đến cái chỗ giống như là trước đây các con có huấn tập được một giai đoạn là con niệm Phật, đến lúc mà con lên xe đó, lúc nào con quên niệm Phật tự nhiên nó nhắc được, tự nhiên con nghe tiếng nhân giảng bên tai Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật luôn. Mà gần đây thời gian gần đây thỉnh thoảng cũng có trường hợp này qua, có những lúc con lên xe mà chạy hơi quên, chạy hơi cái bắt đầu nghe tiếng niệm Phật nhân giảng bên tai, bắt đầu nhớ con niệm Phật. Thì thôi bây giờ đó một tình độ là một pháp môn rất là quan trọng. Nếu như ai thực hiện đến cái đoạn giữ được chánh niệm thì chúng ta sẽ có một kết quả đặc biệt. Thôi giờ giới thiệu kết quả đặc biệt của chương trình niệm Phật đó là đức hạnh giới thiệu đó. Chúng ta rất là đã mang 8 điều khổ đó, sanh già bệnh tử ái điệp quan cách, không phải mua trộm đất đất quan cách hội, nó ái điệp liên quan cách hội và ô sầu cái đó là 8 điều khổ. Nhưng mà bây giờ chúng ta niệm Phật có kết quả không còn ở 8 điều khổ này nữa. Thứ nhất, hồi xưa thì mình nhập vào thai của người mẹ thôi. Bây giờ chúng ta niệm Phật không có nhập vào thai người mẹ nữa mà nhập vào thai sen. Thần thức nhập thai sen tinh não, nên chẳng màng lo lắng của sanh, thân thì thân công thất thiện là bất di diệt có gì khổ khổ đạo, thể thân tỉnh thường không quy đáo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa, khổ lẫn kia rồi đó mà vừa ta khóc của ta ba gì đó, rồi đường sanh mạng của ta bằng bỏ các ngang nhiên có gì từ từ tử thần kia đâu dám bắt hồn khó nguyên tiền khỏi đời khổ tử. Rồi khổ đi khổ muốn chi đủ tính, chứ đi là áo mà chứ thật là mình muốn gì có đó, muốn áo xanh có áo xanh, muốn áo đỏ có áo đỏ, muốn áo vàng có áo vàng, mà trong mỗi cái áo chúng ta đều có bảy báo, lưu ly xanh được xếp cho mã đỏ xanh hoa hổ phát tiên. Rồi muốn ăn cái gì đó có đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là của y thực muốn chi đủ tính, không nhập nhàn lo việc sinh nhai, trí nhân nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi bỏ khổ muôn trời có đất, cả đại chúng hạ đều diễn các toàn nhân lành đâu có đất đó, dứt ái đăng quý thuộc chỉ trò có số khổ như điện, chữ hòa thuộc thuộc kẻ sao cho xiết, tâm đồng nhau thuận thiện như vậy, cảnh như nhiên chẳng có được ai cho mà biết con chi nhân ngã, sẵn dĩ ngô trời có tự hạ, khỏi khổ con có biết gặp nhau, thân tâm thường trụ hết gạt đào, thế vô thuộc chưa tâm hết cả. Cõi tỉnh đủ lắm nhiều thân nhã quá nhiều khổ buồn đau lớn ở các con, chúng ta mà đi nhuộm dầu bọt thân thứ này của người cũng thế mà chắc tỉnh tôn thân kẻ trẻ đến cộng đồ nó hết mà chi cho bằng ta có đứa con dùng chế lực nghe kinh trọng Phật đến là chuyên quả là có hết khỏi tay vô chi còn lợi dụng. Thôi bây giờ thời gian của cái cuộc phim đến đây đã hết, nhưng mà mặc dù là đúng là cản lời mà ít còn dài hết phim chứ không có hết lời. Thôi thì trước khi giờ có diễn đàn, tôi quên chúc chúc cho tất cả của anh chị em chúng ta niệm Phật sớm được tiếp tâm bất loạn, để được lâm chung đến đâu là mãn kiếp hậu trần sanh đạt đất, hữu công niệm Phật rất yên lành. Nam mô A Di Đà Phật.